Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể các quý vị quan khách, trên sân khấu của gia đình chúng tôi, những nhân vật quan trọng của chương trình, bố và mẹ song thân phụ mẫu của Kỳ Anh cùng với ông thân sinh của cô dâu Thúy Hằng đã hiện diện trên sân khấu. Mời toàn thể quý vị dành một tràng pháo tay chào đón và chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, giờ phút này đây, ban tổ chức chúng tôi xin một lần nữa bày tỏ tấm lòng mến khách, truyền lời mời của